Những sự thật mà người bán hàng không nói khi bạn mắc vẻ nến viêm da cơ địa. Bạn đã bao giờ lên mạng mua những sản phẩm mà được giới thiệu là có công dụng chữa tận gốc chưa? Bạn đã bao giờ đọc được những cam kết của người bán hàng như là hiệu quả ngay tức thì hay là hết ngứa sau 30 phút chưa? Sự thật là không có bất kỳ một sản phẩm nào có thể cam kết chữa được tận gốc bệnh vẩy nến và viêm da cơ địa. Bởi vì vẩy nến, viêm da cơ địa nó là vấn đề của da mãn tính. Những cái sản phẩm các bạn thấy ở trên thị trường chưa đến 100.000 và được người bán hàng cam kết là chữa được tận gốc thì hoàn toàn không, bởi vì những cái sản phẩm đấy chứa rất là nhiều thành phần corticoid cũng như là acid salicylic và nó có thể là ức chế miễn dịch, có thể có tác dụng trong những cái thời gian đầu nhưng mà bùng phát thì cũng nặng hơn. Nên các bạn hãy làm người tiêu dùng thông thái, đừng để tiền mất tật mang. Cách duy nhất của các bạn là không được hoang mang, không nên tin vào những lời mách bảo mà hãy chăm sóc da của mình từ sâu bên trong để da của mình được phục hồi và khỏe mạnh hơn. Và đây, trên tay tôi là kem bôi da thảo mộc Soretox với nguồn gốc từ thảo mộc. Và cái sản phẩm này thì được tin dùng trong nhiều năm trở lại đây tại thị trường Việt Nam. Và trong cái việc dưỡng ẩm cho da, giúp da vảy nến, viêm da cơ địa giảm ngứa, giảm bóc tróc hiệu quả. Cách sử dụng Soretox: bôi một lớp mỏng lên vùng da khô vào buổi sáng và buổi tối, massage nhẹ nhàng để kem thẩm thấu vào da. Trong bản thành phần của Soretox chứa các loại thảo mộc giúp làm mỏng da, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho da, giảm bong chóc và phục hồi cho vùng da yếu. Để yên tâm hơn trong việc sử dụng, các bạn có thể truy cập vào soretox.com để được tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như nhận được tư vấn hoàn toàn miễn phí.